này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát thấy người đi xin mà nghĩ thế này, nếu là như lai ứng tránh đẳng giác, là ruộng phước thì ta nên cung kính cúng dường, nếu là bàng xanh chẳng phải ruộng phước thì chẳng nên cho các vật dụng cần dùng. Nếu Đại Bồ Tát ấy khởi tâm như thế thì chẳng phải là Pháp Bồ Tát, vì sao này thiện hiện vì các Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột, cần phải tịnh tâm mình thì ruộng phước mới tịnh thấy người đi xin chẳng nên nghĩ rằng hữu tình như thế ta nên bố thí làm việc lợi ích cho họ còn hữu tình như thế ta chẳng nên bố thí chẳng làm lợi ích trái với tâm bồ đề đã phát khi xưa đó là các bồ tát phát tâm bồ đề ta vì hữu tình sẽ làm nơi nương tựa cậy nhờ bến bờ nhà cửa cứu hộ thấy các người đi xin thì nên nghĩ nay hữu tình này bần cùng cô độc ta sẽ dùng bố thí đem lại lợi ích cho họ họ do nhân duyên này cũng có thể chuyển hóa ít muốn ưa đủ lìa giết sanh mạng lìa không cho mà lấy lìa dục tà hạnh lìa nói hư dối lìa nói ly rán lìa nói thô ác lìa nói hỗn tạp cũng lìa tham dục sân nhuế tà kiến do nhân duyên này sanh vào dòng dõi lớn sát đế lợi dòng dõi lớn bà la môn hoặc dòng dõi lớn trường giả hoặc dòng dõi lớn cư sĩ hoặc sanh vào một chốn phú quý nào đó đầy đủ của báu tu cát thiện nghiệp hoặc do nhân duyên lợi ích của sự bố thí mà dần dần nương vào ba thừa mà được độ thoát nghĩa là khiến hướng nhập ba cảnh giới vô dư y niết bàn của thanh văn độc giác và vô thượng thừa lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát có oán địch khác hoặc các hữu tình đi đến chỗ vị ấy làm tổn hại hoặc vì thiếu thốn mà có sự cầu xin thì đại bồ tát ấy chẳng bao giờ phát khởi tâm phân biệt sai khác là kẻ này nên cho kẻ kia không nên cho chỉ thường phát khởi tâm bình đẳng tùy theo sự cầu xin đều cho hết vì sao? Vì đại bồ tát ấy vì làm lợi ích cho khắp các hữu tình cầu đạt quả vị giác ngộ cao tột, còn nếu phát khởi tâm phân biệt sai khác là kẻ này nên cho, kẻ kia chẳng nên cho thì bị Như Lai ứng tránh đẳng giác và chư bồ tát độc giác thanh văn trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian cùng chê trách. Ai cần ông phát tâm Bồ Đề thệ nguyện lợi lạc khắp các loài hữu tình, người không nương tựa làm nơi nương tựa, người không ai cứu hộ làm người cứu hộ, người không nhà cửa làm chỗ nhà cửa, người không chỗ dừng chân làm chỗ dừng chân, nhưng nay lại chọn lựa có cho không cho lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có người và chẳng phải người đi đến chỗ vị ấy cầu xin các bộ phận cơ thả như tay chân nóng đốt thì đại bồ tát ấy chẳng khởi hai tâm là cho hoặc không cho mà chỉ nghĩ thế này tùy theo sự cầu xin sẽ cho họ vì sao Vì đại Bồ Tát ấy thường nghĩ thế này, ta vì lợi lạc các hữu tình mà thọ thân này, các hữu tình đến xin nhất định sẽ cho, chẳng nên không cho. Cho nên thấy người cầu xin liền khởi tâm thế này: Nay thân này của ta vốn là vì họ mà thọ xanh, họ không đến lấy còn phải tự đưa đi, huống là họ đến cầu xin mà không cho nghĩ như thế rồi vui mừng nhảy nhót tự cắt từng phần mà trao cho họ lại tự mừng là nay đạt được lợi ích lớn